Ok, một vài chia sẻ ngắn. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người. Mình tin xin tự giới thiệu, mình là Phùng Thanh Hà, năm nay mình 58 tuổi. Mình sống ở Hà Đông. Và mình biết đến câu lạc bộ này cũng rất là gần đây thôi. Nhưng mà mình cũng đã áp dụng cái việc đọc những câu thanh tẩy trong trong những cái bước chân đi bộ của mình mỗi một ngày, và cũng được bạn Hà thanh tẩy thuốc nữa, cho nên là mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó được như là mình được giải thoát, mình được căn nhà của nhà mình đã được rất là rộng rãi, thoáng mát. Rất là cảm ơn, biết ơn bạn Lưu Hà, biết ơn câu lạc bộ, cảm ơn các anh các chị ạ. Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Hà rất nhiều. À, Vân Ngô có thể chia sẻ một tuần qua thế nào, Vân Ngô? Dạ, em vẫn tiếp tục chữa bệnh cho mình như vậy. Em cảm thấy nếu như mình phải luôn, mình dùng cái này thì nó không có một cái áp lực, nhưng mà mình cần luôn cảnh giác. Mình quét nhà mình cũng phải chậm rãi, nếu mình nóng rồi thì vội thì lại bụi nó bay bay tung tóe, nên em cứ chậm rãi từ từ. Dạ, có điều mình dùng cái phương pháp này á để mình giúp mình, phương pháp này giúp mình thay đổi mà cái bên ngoài tâm mình á. Mình không có phải bắt mình phải gượng ép để mình thay đổi. Ví dụ như là như bình thường mình nói chuyện như thế này, mình không có bắt mình phải là đổi qua mình nói chuyện thiệt, là tại mỗi người có mỗi cái cách nói chuyện, có người nói rất là ngọt, ngọt thiệt là ngọt. Còn ví dụ như em nói chuyện thì em nói bình thường, sao nói có gì nói cái đó. Thì với bé em cũng bình thường như vậy đó. Có điều là khi mình áp dụng phương pháp này thì giúp mình tự động là tự động thôi, không có phải gượng ép trong cái lời ăn tiếng nói, là mình phải gồng mình để mình nói, nó khác với cái thường ngày của mình, không phải gồng mà tự động. Ví dụ như mình sắp có thể là mình con nó không ngon, mình sắp có thể nổi nóng, nhưng mà tự động cái khiến mình nói, mình dùng cái lời mình nói dịu xuống cho con nó nghe. Nó thì cái vấn đề của Vân là cứ giữ hai mẹ con với nhau vậy thôi, không có cái gì ngoài khác. Còn với vấn đề ngồi cũng vậy, thay vì bình thường mình nghe người thân mình nói cái gì nó trái ý thì mình đang nổi giận ở trong đầu, nhưng mà hôm nay mình kêu mặc kệ, không có sao hết. Dạ, thì đã giúp cho mình tự hình than con. Dạ, cái phương pháp này tự động giúp mình thay đổi mà mình không cần phải gồng mình lên để thay đổi. Dạ, thì em thấy cái điều nó tuyệt vời ở chỗ đó. Cảm ơn em, cảm ơn Vân Ngô rất là nhiều. Ủa, sao cái cô này nhảy lên đây. Ôi trời ơi, buồn cười quá. Ok, cho cô này lên. Rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Vân Ngô. Thực sự là hôm nay nhìn gương mặt Vân Ngô, vẫn là lời nói của Vân Ngô, vẫn theo cái cách Vân Ngô nói rằng là em có sao nói vậy. Nhưng mà cả nhà, nếu mà tất cả các chị em nào mà tuần trước gặp Vân Ngô, cái khi Vân Ngô chia sẻ, có nhìn thấy cái gương mặt nó rất là căng thẳng, rất là căng thẳng, nó rất là, nó cứ bùng đúng là nó phải gồng hết lên. Nhưng mà hôm nay thì nhìn cái gương mặt nó thực sự nó rất là mềm mại, nó rất là sáng rạng rỡ lên, nó rất là đẹp, vô cùng là tuyệt vời. Cảm ơn Vân Ngô đã có một cái sự thực hành thực sự là thấu đáo và rất là nghiêm túc và dành cho chính bản thân mình. Và cái điều mà mình thấy rằng là mình, khi mình không phải gồng mình lên thì mọi thứ nó là chính mình. Và khi mình gồng mình lên, mình cố gắng để không phải là mình, thì nó sẽ trở nên là, nó sẽ trở nên rất là bất như ý. Bởi vì mình cứ đang mượn một người khác, mình đi, mình mặc một cái áo của người khác, có đẹp đến cỡ nào mình cũng vẫn cảm thấy rằng đó là một của ai đó chứ không phải là của mình. Đúng không? Cả nhà có thấy không? Và có một cái câu mà Vân Ngô nói mình rất là thích, đó là
quét nhà cũng phải biết cách quét từng góc một, đừng có gọi là xả chổi tứ tung lên thì cuối cùng là bụi bay tung tóe thì mình lại hít vào. Rất thích cái hình ảnh đó, rất thích hình ảnh của Vân Ngô nói cái điều đó, rất tuyệt vời. Cảm ơn Vân Ngô rất là nhiều. Ok, à, Cảm ơn. mình trời ơi cái cô này không cứ nhảy lên rồi. Ok, hôm nay thì mình có đưa ra một cái chủ đề đó là tha thứ, chấp nhận, yêu thương. Thì chắc chắn rằng là trong mỗi chúng ta, tất cả các anh chị em mình ngồi ở đây, thì đâu đó mình cũng có những cái điều mà mình đã từng không tha thứ được, hoặc không yêu thương được, không chấp nhận được. Tất cả mọi cái thứ nó là cái không. Và với cái phương pháp mà với phương pháp Ho'oponopono này, thì cái điều gì mà nó lại làm cho Vân Ngô thay đổi từ một cái chữ mà nó trước đây thì em không thể nào em làm được, em thế này em thế khác, em ngay kể cả trong cái lời nói thì mọi người cũng đều lần trước ấy mình đã có xin phép Vân và đăng lại toàn bộ cả cái phần phần chia sẻ của Vân với những cái lời nói rất là gấp gáp, rất là dồn dập mà gương mặt rất căng thẳng, khi nói thì mày nó nhíu hết cả lại, cả toàn bộ các cơ mặt nó căng hết cả lên. Nếu mọi người xem lại cái video đấy mọi người sẽ nhìn thấy. Cho nên là lúc trước thì có nói với Vân là ok Vân ngại thì chị sẽ chỉ đăng một phần thôi, nhưng mà sau đó sau khi xem đi xem lại thì mình thấy rằng là nếu như mình chỉ lấy một phần thôi thì mọi người sẽ không thể nào nhìn được cả một cái tiến trình. Và như ngày hôm nay rất là tuyệt vời là mọi người nhìn thấy Vân vẫn là Vân đúng không, nhưng mà Vân của ngày hôm nay nó khác hẳn Vân hôm trước, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, gương mặt rất là sáng và không còn những cái căng của cái bó cơ trên cơ mặt mình. Cái đây ở đây rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì nó đã xảy ra trong cái bộ não của Vân? Vẫn là cái bộ não đấy, vẫn là cái con người đấy, thì cái điều gì nó đã xảy ra? Vậy thì mình hãy cùng nhau trao đổi một chút về cái việc là cái điều gì nó làm cho mình khó để tha thứ được, cái điều gì nó làm cho mình khó mà chấp nhận được, và cái điều gì nó làm cho mình khó để mà yêu thương được, cái điều gì nó đang ngăn trở mình. Thì có ai chia sẻ được cái, có ai chia sẻ một chút về cái ý này không? Hoặc là đặt câu hỏi theo một cách khác, đó là cái điều gì nó giúp cho mình có thể tha thứ được. Bởi vì tất cả những cái vấn đề nó nổi lên, những cái vấn đề nó xảy ra, nó đều đến từ trong những cái ký ức của mình đúng không? Khi mình đã thực hành Ho'oponopono này thì mình hiểu rằng tất cả mọi thứ nó đến từ những ký ức, đến từ những chương trình. Vậy thì cái điều gì nó làm cho mình có thể tha thứ được? Mình đặt câu hỏi theo theo cái chiều hướng tích cực đi. Điều gì nó làm cho mình có thể tha thứ được? Và trước đây thì nó làm cho mình không thể tha thứ được cái chuyện gì đó nó đã xảy ra. Và chính vì mình không tha thứ được cho cái sự kiện hay dữ liệu gì đó mà nó đã xảy ra, cho nên mình mới bị gặp phải rất nhiều những cái vướng dính mắc, những cái cơn đau đầu, những cái cảm giác, những tâm trạng bất bất ổn, bất an. Cho em xin nói theo em ha, cái để Ok. mà mình tha thứ nghĩa là mình buông bỏ đó, bỏ cái vấn đề mà khiến cho mình giận khổ hay gì gì đó, thì nhờ cái này thì mới hiểu là thương mình trước đi. Nếu em thương mình, nếu không thì mình không tha thứ, có nghĩa luôn là luôn luôn mình chấp giận, mình chấp trách và mình giận dỗi hay cái gì đó thì khiến cho mình khổ, mình đau từ trong tâm đến cái thân thể của mình nó cũng sẽ đau đớn, nhìn cứ từng mỗi ngày như vậy nó rất là khổ. Thì khi nhờ cái này thì em hiểu ra là thương mình trước đi, thì khi thương mình thì mình sẽ dẹp dẹp bỏ mấy cái thứ để khiến cho mình phải phải không tha thứ đó. Thì em nghĩ là em cần thương cái đầu em trước, là cái điều để giúp cho em tha thứ hay bỏ qua. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều.
Ok, có ai có cái cơ điều chia sẻ không? Thúy Hà, Phạm Thúy Hà nhìn thấy rất là muốn nói. Em chào chị Lưu Hà, em chào tất cả các chị em trong nhóm ạ, trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Chúc cả nhà mình có một kỳ nghỉ lễ luôn tràn ngập niềm vui, may mắn, hạnh phúc và bình an ạ. Dạ em rất là tiếc vì tuần trước đã không tham gia được Zoom của chị ạ, và không tham gia được nhưng mà đầu em luôn luôn thanh tẩy và suy nghĩ. Tâm trí của em thì tham gia nhưng mà trực tiếp thì em chứ không. Vâng, em cũng xin chia sẻ một chút về cái góc nhìn của em thì làm thế nào để tha thứ. Thì thực ra thì em thì trước tiên là em chấp nhận, và em cũng biết một sự thật rằng là mọi thứ nó bắt đầu từ mình nhưng không phải là lỗi do mình, và em chấp nhận cái điều đó, em đón nhận nó và em thay thế nó bằng những cái thông điệp của vũ trụ, của siêu nhiên gửi đến cho mình bằng mỗi từ những cái điều bất như ý đó là cái điều gì, và em đón nhận nó. Em thay đổi. Trước kia thì những cái điều bất như ý đến với mình thì em thường là mệt mỏi và khó chịu, nhưng bây giờ thì em chấp nhận. Em chấp nhận và em chào đón. Sau đó thì em sẽ thay đổi những cái điều đó bằng những câu hỏi là vũ trụ đã gửi đến cho mình một cái thông điệp gì, một cái bài học gì, và em đã bắt đầu thay đổi và em tìm ra những cái bài học từ những cái điều bất như ý này ạ. Và rất là may mắn thì em đã có cái công cụ để em thanh tẩy rồi, thì em cứ thực hành thanh tẩy mọi lúc mọi nơi và ở mọi vấn đề, mọi góc cạnh của cuộc sống của em, thì em cảm thấy cuộc đời của em rất là bình an. Dạ em xin hết chia sẻ ạ. Em biết ơn cả nhà. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, xin mời Vân Hà luôn. Để Vân Hà có giơ tay. Xin mời Vân Hà. Em chào tất Mấy cả tuần mới các thấy Vân Hà nhỉ? đâu em bị nhỡ có mỗi một tuần hôm qua trước thôi. Rồi, một tuần hôm qua, tuần trước là tuần rất rất tuyệt, rất quan trọng mà lại không thấy Vân Hà. Em đã nếu mà những người mà biết em trong tuần vừa qua, bởi vì em chia sẻ trên các nhóm của em rất là nhiều, là bởi vì tuần vừa qua em có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong rất là nhiều khía cạnh, mà cái vượt qua được những cái tuần vừa qua là một cái thách thức của em. Em không thể bố trí thời gian để làm những cái việc yêu thích như là tham gia Zoom này. Nhưng hôm nay thì em vượt qua được hết rồi. Cái ý của chị đang hỏi rằng là làm thế nào để tha thứ được, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là cái này nó vẫn bắt đầu từ tư duy gốc thôi. Ta chịu 100% trách nhiệm về mình, tất cả mọi việc. Thì cái nguyên lý của Ho'oponopono là ta chịu 100% trách nhiệm, bởi vì khi mà ta chịu trách nhiệm thì ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Và cái tư duy gốc của Ho'oponopono nữa là luôn hỏi là vì sao khi vấn đề xuất hiện bạn lại có ở đó, là tất cả những cái ký ức, những trải nghiệm quá khứ giống như những cái hạt giống nó đang ở trong trong tiềm thức của bạn. Và khi có một môi trường nó nảy nở giống như một quả bom, nó phát nổ ra, và bạn và cái người mà đang khiến cho bạn tức giận ấy, nó đang chạy chung một chương trình, họ cũng không biết rằng là họ đang ở trong cái chương trình của chính bạn, chứ không phải là riêng là do họ cố tình gây sự với bạn. Không hiểu sao lúc đấy nhìn thấy bạn là họ lại gây ra những cái điều đấy khiến cho bạn tổn thương. Đấy là theo cái tư duy của Ho'oponopono. Một là chịu trách nhiệm 100%, hai là tại vì sao chúng ta lại có mặt khi vấn đề xuất hiện, và do những ký ức, chương trình đã được chạy ở trong chính tiềm thức của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái tư duy gốc đấy thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái việc mà xảy đến bất như ý đối với mình, hoặc những cái tổn thương khiến người khác nó đang tác động đến mình, là do một cái ký ức thôi, không ai có lỗi ở đây cả. Đấy là theo tư duy gốc của Ho'oponopono. Còn theo tư duy diễn đạt và thông thường, giống như Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói ấy, khi một người nổi giận với bạn thì người đáng thương nhất là họ, là người đang nổi giận với bạn.
Bởi vì bản thân họ đang bị tổn thương, đang đau khổ, và họ đang bộc phát những cái đấy ra bằng biểu hiện. Vì vậy, nếu mà chúng ta thấu hiểu rằng người đau khổ nhất bây giờ và người cần được giúp đỡ bây giờ chính là người đang gây đau khổ cho bạn, khi bạn thấu hiểu được cái đấy thì bạn mới có thể yêu thương và có thể tha thứ. Thấu hiểu là nguồn gốc của yêu thương. Thì đấy là cái cách diễn đạt thông thường sau khi em chia sẻ cái cách diễn đạt của Ho'oponopono. Còn cái mà từ trải nghiệm cá nhân của em làm sao được tha thứ ấy, thì khi mà trong cái công tác thì em thấy có một cái chị rất giỏi. Chị đi trước, chị luôn luôn tìm những cái mà em hành động em làm, có những cái mà em chả thấy em sai ở đâu cả, nhưng mà chị luôn luôn tìm cái mà để như kiểu dạy em rồi gây khó khăn trong cái tất cả các hành trình ngoài công tác, cả sinh hoạt cá nhân. Nhưng mà khi mà em đón nhận nó với một cái tâm thế bình thản và cứ cười, hoặc là bảo vâng, chị nói có những cái từ ngữ mà rõ ràng khi em đang một cái vai trò là chủ tịch hội phụ nữ, là người đứng đầu của cái hội phụ nữ, nhưng mà chị nói với như kiểu rằng là cái gì của em làm không đúng. Tất nhiên là chị nhắn tin riêng em, vâng vâng em rút kinh nghiệm rất là nhẹ nhàng thôi. Thì quả thật là khi mà người ta bộc lộ được hết những cái mà người ta bất như ý với mình và thấy mình đón nhận với một cái tư duy rộng mở, vâng thôi, nhưng còn làm theo hay không thì đấy là việc của em. Thế thì chị, em lại được chị hỗ trợ rất là nhiều sau khi mà chị gỡ được cái nút thắt của chị với em, những cái gì mà chị cảm thấy là nó không hài lòng về em. Mà khi thấy em đón nhận với tư duy là vâng, em rút kinh nghiệm, thì sau đấy thì quá trình mà chị hỗ trợ em, tạo điều kiện, và bởi vì chị là người rất giỏi, em vẫn khẳng định rằng chị là người rất giỏi, thì chị sử dụng những cái giỏi của chị đấy để hỗ trợ cái công tác là chủ tịch hội phụ nữ của em. Thì em cảm thấy ô biết ơn quá, khi mà mình thay vì là mình tranh luận rằng là vì sao chị đúng, à vì sao em đúng, và chị nhìn nhận về em như thế là không đúng, em đang vai trò như thế mà chị lại cho rằng em kém cỏi, em tầm thường, em làm cái gì cũng sai như thế. Thay vì tranh luận thì em đón nhận và vâng, em rút kinh nghiệm. Thế là chị dùng tất cả những cái khả năng mà chị có thể hỗ trợ được em. Thì đấy là cái kinh nghiệm và cái bản thân trải nghiệm của em. Rất là cảm ơn Vân Hà. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Vân Hà. Cái chia sẻ của Vân Hà rất là hay. Đó là khi mà mình có hai cái tư duy gốc ở trong không giới hạn mà ai cũng biết đó, đó là chịu trách nhiệm 100% và luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao mình lại có mặt khi mà cái vấn đề nó xảy ra, đúng không? Và cái câu đó đấy là mình cũng không có lỗi, cái người kia không có lỗi, mà cái lỗi là hai người đã cùng một cái chương trình, cùng một lúc cái chương trình đó nó chạy xoẹt qua cả hai người, và khi đó nó tạo nên thành cái vấn đề. Và một cái điểm nữa Vân Hà nói rất là tâm đắc, rất là tuyệt vời. Đó là mình thấu hiểu, và thấu hiểu bằng cách gì? Nhìn thấy cái người mà người ta đang gây cho mình tức tối, đang gây cho mình đau khổ đó, chính bản thân người ta đang rất đau khổ và đang rất là cô đơn. Và bằng một cái cách nào đó, cái sự mà gây náo loạn lên với mình, có thể đó là một cái, đó còn đương nhiên là cái chương trình nó trỗi dậy. Nhưng mà còn một cái điều nữa, đó là người ta có một cái mong muốn, người ta cũng muốn được chú ý, người ta muốn được quan tâm, người ta muốn được yêu thương. Nhưng mà cái người ta có thể cái cách biểu hiện của người ta nó biểu hiện ra theo cái cách đó, và chính bản thân người ta đang, người ta chính là bản thân người ta đang cáu với chính người ta, đang cáu với chính họ. Khi mà mình giận dữ ra thì mình giận dữ với ai đó, thì thực sự là mình đang giận với chính mình, đúng không ạ? Mình đang giận với chính mình, nhưng mình đã thể hiện ra. Đó là mấy cái ý của Vân Hà nói rất là hay. Và mọi người chắc rằng là các anh chị em, các chị hôm nay không có anh nào ở đây. À có anh Minh Sơn. Minh Sơn đâu nhỉ? Như nãy vừa nhìn thấy nhưng mà bây giờ không thấy đâu nữa cả. Ok, rất là cảm ơn chia sẻ của Vân Hà. Bây giờ xin mời Vân Stick. Xin mời Vân Stick em. Vân ơi, em bật mic đi. Bật mic rồi, cả nhà có nghe thì em nói đi không ạ? Em chào chị Hà, chào tất cả các chị em trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Em vô cùng biết ơn vì giây phút này lẽ ra là các chị còn đang phải sửa soạn để đi chơi này,
đi du lịch này cùng với gia đình rồi cùng với người thân rồi tận hưởng cái hành trình nó thú vị hơn là vào trong phòng Zoom này. Nhưng mà chúng ta lại chọn ở trong trong đây để có mặt với nhau vào giây phút này thì em thấy là vô cùng là hạnh phúc. Và em Vân xin chia sẻ một cái chút trải nghiệm của mình thôi, chứ em không có máy móc và cũng không có cái gì gọi là về cái kỹ thuật cao siêu. Em chỉ chia sẻ những cái mà em đã đi qua và em đã trải nghiệm. Để giờ đây nó là kiến thức của em Vân, nó không còn kiến thức của các thầy để em bê lại. Thì làm thế nào để em có thể tha thứ một khi có một sự việc mà nó bất như ý đến với mình? Thì với em thì trước kia thì em đã mặc rất nhiều những cái lớp áo rất dày để khi mà muốn làm một cái việc gì đó, chẳng hạn như đứng trước khoảng 5 bạn ấy, là em vẫn đã run bắn hết cả lên rồi. Em không dám nói năng gì cả vì em thấy họ giỏi lắm, họ giàu lắm, rồi họ có nhiều bằng đại học lắm, làm em vẫn sợ. Bởi vì lúc đấy là mình chỉ muốn là mình như người ta, trong khi mình lại không phải như vậy. Nhưng mà khi mà em đã biểu lộ ra rằng tôi tự ti, tôi có những cái tính xấu như này, thì bởi những cái tính xấu đấy nó đâu ra, thì em Vân đã bóc dần những cái lớp áo đấy ra bằng những cái sự thanh tẩy của chị Hà. Và khi mà để bóc dần những cái lớp áo đấy ra thì để cho mình được đi về nhà. Còn trước kia mình chỉ là mình muốn về nhà, nhưng mà mình lại chỉ về nhà trong những cái bộ dạng mà không có tiếng cười, không có niềm vui. Bao nhiêu niềm vui là ta để hết bên ngoài, và ta đem về nhà ta toàn những cái điều tức giận. Thế đấy là cái về cái ngôi nhà mà vô hình của mình, về cái ngôi nhà hữu hình ạ. Về cái ngôi nhà hữu hình, và để đến về được cái ngôi nhà hữu hình của mình thì ta cần phải biết yêu thương ngay cả những cái điều mà xấu xa nhất của mình, để một cái việc bất như ý xảy ra với mình ta có thể cảm thông, yêu thương cái bên đối phương đấy họ đã đem cho ta, bởi trong họ cũng có những cái rào cản như ta trước kia ta phải gặp phải. Thế nên khi ta đã yêu được chính ta thì ta mới có thể yêu được những cái điều bất như ý ở bên ngoài đến với ta. Thì em vẫn đã thật sự là đã về nhà trong cái sự bình an và đủ đầy, về nhà trong cái tiếng cười và niềm vui, về nhà trong cái sự yêu thương và trân trọng. Thì đấy là những gì mà em đã trải nghiệm. Biết ơn cả nhà đã cho em được chia sẻ. Quá tuyệt vời, vô cùng là tuyệt vời. Cảm ơn Vân rất nhiều. Và cái câu mà Vân chia sẻ nó ý nghĩa vô cùng, mà mình tin chắc rằng là bản thân mình cũng khi mà nghe Vân nói cũng rất là xúc động. Từ cái ngày đầu tiên và đến hôm nay, nó là một cái hành trình chưa không thời gian không phải là dài, nhưng mà cái sự chuyển đổi của Vân vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời lắm, tuyệt vời không thể tưởng tượng nổi luôn. Cái sự bình an ở trong trái tim mình, và những cái mà Vân nói rằng là khi mình về nhà hữu hình, mình lại bỏ lại hết những tiếng cười, tình yêu thương ra khỏi cái ngôi nhà của mình. Mình để cái tình yêu thương, cái tiếng cười đó ở đâu đó, mà mình lại mang về cái ngôi nhà hữu hình của mình cái mặt âu sầu thiểu não. Và mình, cái lớp mặt nạ nó cứ càng ngày nó càng dày lên. Mà để mà gỡ được cái mặt nạ này ra thì mình cần lúc đó mình nhận ra là mình đang đeo mặt nạ thì mình mới gỡ, còn nếu không thì mình cũng không gỡ. Và cái nữa đó là khi mình nhìn thấy, mình quyết định, lúc đó bắt đầu khi mình quyết định là mình gỡ cái mặt nạ của mình ra, thì lúc ấy mình bắt đầu mình mới đi tìm cái phương thức. Và khi mình đi tìm cái phương thức thì mình lại sẽ gặp được cái người thầy. Và trong người thầy này không phải là chị Hà,
chị Hà chỉ là một cái người messenger thôi, một cái người đưa thư thôi, một cái người mà gọi là chấp nối thôi. Nhưng mà Vân đã gặp được chính con người Vân. Vân đã gặp được chính cái tình yêu bên trong Vân. Vân đã gặp được chính cái siêu nhiên. Vân gặp được chính cái sức mạnh của siêu nhiên ở bên trong mình. Đó mới là cái người thầy của mình. Và rất là tuyệt vời khi mà chúng ta ở trong này, trong một cái cộng đồng, mỗi người mỗi ngày đều tốt hơn lên. Và mình cũng đang gieo thêm những cái hạt tốt để khi mà mình chia sẻ cho những người bạn của mình, có những người bạn đến đây để có thể thay đổi được, có thể tìm được đến những cái giá trị đích thực bên trong con người mình. Đấy, và ở đây ví dụ như là có chị Thắm, mà chị Thắm bằng cách nào đó chị Thắm đã đưa với lại giới thiệu cho Hà để chị Hà chị vào đây. Và chị Hà thì sau một cái thời gian thì với một cái khát khao mong muốn một cái thay đổi, một cái thứ mà rất lâu rồi chị biết là nó mình muốn loại bỏ nó đi, nhưng mà cũng dùng rất nhiều cách nhưng mà không loại được. Thế thì chị Hà đã đến đây, và tất nhiên thì với chị Hà thì ở đây thì chia sẻ nó hơi riêng một chút, thì chị Hà có gặp mình và hai chị em thì có thực hiện một cái coaching 1-1. Thì cái phần này nó khá là khác, bởi vì cái trường hợp của chị Hà nó lại khác. Thế nhưng mà như bạn Vân Ngô thì hoàn toàn là chỉ có ở trên điện thoại thôi. Và Vân Ngô với lại Vân Ngô thì Vân Ngô là người mà tự thực hành rất nhiều. Chị Lưu Hà chỉ giúp cho Vân Ngô một chút xíu thôi, chỉ thêm một cái mọi gọi là thêm được một hai cái giọt nước thôi chứ không có nhiều. Cho nên là mọi người cứ thực sự là tin tưởng cái phương pháp này. Mình cứ thực hành một cách rất là nghiêm túc, chuẩn chỉ và đều đặn, chắc chắn là kết quả. Hay là nhớ với lại Vân Stick cũng thế. Thì Vân hoàn toàn là tự thực hiện, chứ còn chị Hà chưa có cần bất kể một cái gì gọi là hỗ trợ hay là can thiệp gì giúp cho Vân cả, đúng không? Cho nên mọi người sẽ thấy rằng cái sự chuyển đổi nó rất là tuyệt vời. Ok, cái phần này chia sẻ rất hay. Mình mời ai đó, có ai có chia sẻ gì khác nữa không? Có ai có điều gì chia sẻ nữa không? Làm thế nào để chấp nhận được mình? Làm thế nào để chấp nhận được cái cảnh nó đang diễn ra? Chấp nhận được cái thực tại. Cái điều gì nó khiến mình chấp nhận được và cái điều gì nó khiến mình không thể chấp nhận được? Như Thắm muốn nói đúng không? Mời Thắm. Em xin chào các anh các chị ở trong Zoom. Câu hỏi của chị Hà là làm thế nào để chấp nhận được mình? Thì em cũng vẫn đi về cái gốc của nó, tức là chịu trách nhiệm 100%, chịu trách nhiệm về những cái điều mà mình, những cái gì nó đến với mình thì mình dễ chấp nhận. Mình trước hết là mình thương mình yêu mình, yêu bản thân mình trước. Rồi những cái bất như ý là cũng là do mình phải chịu trách nhiệm, cho nên là mình sẽ đón nhận và thanh tẩy nó đi, và để cho ký ức đấy sẽ không tái hiện nữa. Thì đấy là cái mà mình đang thực hành rất là mạnh mẽ để cho thanh tẩy những cái ký ức mà mình không biết được là lúc nào nó trồi lên. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Thắm. Xin mời Vân Hà. Vân Hà đang giơ tay vì chắc chắn có một cái ý gì rất hay đây. Vừa nãy câu hỏi của chị là làm sao để tha thứ được cho chính mình, đúng không ạ? Thì cái câu này theo tư duy của Ho'oponopono ấy, thì nó là mọi việc xảy ra là do tôi, nhưng lại nghĩa là bởi vì tôi nhưng không phải lỗi do tôi. Nghĩa là mọi việc xảy ra là bởi vì tôi, chạy chương trình ký ức ở trong tiềm thức của tôi nhưng không phải lỗi do tôi. Nên là khi mà tất cả những việc bất như ý xảy ra thì thay vì oán trách là sao mình lại hành động như thế, sao mình lại xử lý như thế, sao hồi xưa mình lại thế để gây ra chuyện này, giá như mà, chúng ta hay có cái từ giá như mà. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng là đấy là do chương trình ký ức nó được kích hoạt, nó là bởi vì tôi nhưng hoàn toàn không phải lỗi do tôi. Đó là trong tất cả những cái hạt giống, có thể là không phải là cái thời điểm này bạn
đã tạo ra cái hạt giống đấy. Nó có thể làm cái hạt giống từ tiềm thức xa xưa, từ một cái đời sống khác, có thể làm kiếp sống khác. Nó bị kích hoạt, nó bị nảy nở, giống như gieo nhân mà gặp quả thôi. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là mọi việc nó làm cái vòng tuần hoàn, nó giống những cái hạt giống bạn gieo thì nó nảy ra một cái bông hoa. Vì vậy là chúng ta hãy gieo những hạt giống tốt từ ngày hôm nay, thay vì oán trách rằng hồi xưa ta đã gieo những cái gì mà chính ta cũng không biết. Thì khi mà hiểu được cái tư duy gốc của mọi việc đều xảy ra do ta, à là bởi vì ta nhưng không phải lỗi do ta, chúng ta sẽ có thể tha thứ được cho mình và tha thứ được cho người. Nó cũng chính là cái nguồn gốc của thấu hiểu và yêu thương. Đấy là cái cách giải thích của Ho'oponopono. Còn cái giải thích mà theo cái tư duy thông thường ấy, thì chúng ta phải tha thứ cho chính bản thân mình và ghi nhận bản thân mình rằng tất cả mọi việc xảy đến đều đúng người và đúng thời điểm. Tất cả mọi việc, cả bất như ý và như ý, đều đúng người và đúng thời điểm hết. Bởi vì anh chị cứ nghĩ xem, nếu như hôm nay là một thời tiết rất là kinh khủng, mưa, giật, sấm chớp, mà trong khi đó anh chị đang muốn đi chơi 30/4, rất là kinh khủng mà anh chị cảm thấy là sao lại mình đặt một cái chuyến mấy chục triệu này mà hôm nay thời tiết như này thì chơi bời cái gì. Anh chị có thể oán trách và cảm thấy là tại mình bỏ ra một cái số tiền lớn của gia đình mà để cho cái gia đình phải đi chơi trong cái thời tiết mà vừa đông vừa mưa thế này, anh chị cảm thấy oán trách. Nhưng mà anh chị, nếu mà anh chị hiểu ra rằng ồ, nếu mà hôm nay thời tiết nó như thế này và một hôm khác mình đi chơi với một cái thời tiết mà nó thật bình an, ánh sáng thật trong trẻo, gió mát miên man, anh chị mới nhận ra rằng hôm nay thời tiết thật đẹp. Nếu không có mưa thì anh chị sẽ không biết được ơn được những ngày nắng. Bởi vì anh chị có biết rằng mình hạnh phúc đâu. Nếu mà chúng ta biết rằng cái gì xảy đến với chúng ta đều đúng người và đúng thời điểm, nó là cơ hội để chúng ta học được bài học của mình. Nếu mà em Vân, mọi việc nó cứ như là đi thẳng về phía trước, nó không có gập ghềnh, không có khó khăn, không có khúc mắc, không có những vấn đề khiến em phải giải quyết, thì anh chị sẽ không gặp được em Vân của ngày hôm nay. Và cũng không gặp được khi mà em có những trải nghiệm mà em vượt qua được những khó khăn của em, vượt qua được nỗi đau của em, thì em mới tạo được ra những cái viên ngọc ở trong chính em, để em mới có thể chia sẻ những trải nghiệm quý báu của mình. Nếu không có khó khăn làm sao có được em Vân của ngày hôm nay. Khi mà hiểu được cái tư duy thông thường đấy thì anh chị sẽ tự có thể tha thứ cho mình. Bởi vì những lựa chọn của mình luôn luôn là đúng tại thời điểm mình lựa chọn. Luôn luôn là đúng tại thời điểm lựa chọn, chứ không phải đúng vào khi mà nó xảy ra vấn đề bất như ý rồi. Hiểu được tư duy gốc đấy, bởi vì anh chị tin rằng nếu có một lựa chọn tốt hơn và đúng hơn, chắc chắn anh chị đã lựa chọn cái phương án tốt nhất kia, chứ không phải phương án anh chị đã lựa chọn. Nhưng anh chị tha thứ cho chính mình, bởi vì anh chị hiểu rằng đó là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm đấy rồi, là lựa chọn tốt nhất ở cái phiên bản và cái hiểu biết tại thời điểm đấy của mình rồi. Biết, hiểu để tha thứ cho chính bản thân mình. Và khi mà anh chị tha thứ được anh chị cho chính bản thân mình, khi mà chính như chị Vân tính nói rằng, chỉ khi nào mà anh chị yêu thương được chính mình, tha được thứ được chính cho bản thân mình, thì lúc đấy anh chị mới có thể yêu thương được người và tha thứ được cho người mà thôi. Mà khi mà thật sự là em xin phép chị Vân một chút, là em với chị Vân là cùng người Hải Dương, em xin phép lấy một chút câu chuyện của chị, nếu mà chị cho phép. Là khi mà đồng hành cùng chị trong cái khóa thiết kế cuộc đời ấy, thì em biết rằng là chị có một cái sự, có một cái niềm tin giới hạn, nếu mà nó sử dụng đúng từ ngữ, nó là niềm tin giới hạn, rằng là chị có một cái cuộc sống nó không được trọn vẹn. Trọn vẹn ấy, em sử dụng đúng từ là trọn vẹn, như cuộc sống của một người bình thường. Và chị bị ám ảnh rất nhiều bởi cái sự không trọn vẹn đấy. Và không phải lần đầu tiên gặp cái tư duy chị bị giới hạn rằng là vì chị không được học đại học, vì chị có một gia đình không được chọn như các bạn, nên là chị đang bị một cái tư duy giới hạn rất nhiều. Khi mà bất cứ cái chia sẻ chị hay có cái từ đấy ở trước cái chia sẻ đấy, mà chị đang giới hạn của mình. Bởi vì những người như em Vân tiếp xúc với chị thì em chỉ nhận thấy rằng chị là một con người cực kỳ chăm học. Sao lại có một người với một cái lứa tuổi đấy mà gần như là có cơ hội là chị không bỏ qua bất cứ một cái cơ hội nào để chị có thể học tập. Và em là người chứng kiến chị nói rằng chị không thể tự tin nói được trước 5 người. Nhưng bây giờ khi mà chị có thể nói lên một lần với những cái từ ngữ nó không được suôn sẻ, nói được lần và được mọi người đón nhận và không phán xét, chỉ mỗi từ là không phán xét thôi, chị đã có một cái niềm tin trong bản thân chị rằng là ồ, chị đủ tốt và đủ giỏi.
Và bây giờ em chứng kiến rằng trong tất cả những cái gì mà chị có cơ hội để nói lên chia sẻ, từ lúc mà chị nói rằng chị không thể nói được trước 5 người đến khi chị có thể chia sẻ trong tất cả các hội nhóm chị tham gia, nó không phải là thời gian bằng năm bằng tháng đâu. Em nghĩ nó chỉ thay đổi trong vòng tuần thôi. Chị có thể đứng lên chia sẻ và nói trong tất cả các hội nhóm và tất cả các cơ hội chị có tham gia, trong tất cả những đám đông, có thể như trong những cái lớp học lớn của cô Ruby có thể là 1.000 người, chị vẫn nói, vẫn chia sẻ. Nên ý của em không phải là muốn dẫn chứng của một cái chi tiết của cuộc sống của chị Vân, mà em chỉ đang muốn em muốn nhờ cái câu chuyện của chị để diễn đạt những cái mà em muốn nói với mọi người, rằng chính chúng ta chứ không phải là những định kiến ngoài kia, không phải là cuộc đời của chúng ta đang bó hẹp chúng ta đâu. Không phải bởi vì chị Vân là đang bị có một cái cuộc sống không được tròn đầy, bởi vì chị Vân không có bằng đại học, bởi vì thật ra chị đang bị một cái niềm tin đấy đang bó hẹp chị. Nhưng với những người đang ở trong Zoom này, có ai biết rằng em Vân có bao nhiêu bằng đại học, chị Hà có bao nhiêu bằng đại học không? Không. Và em tin chắc rằng 100% những người đây ngoài chị Vân sực tích ra, không ai cần biết rằng chị có bằng đại học hay không. Không một ai luôn. Bởi vì bọn em đón nhận chị với những là con người của chị, như chị đang thể hiện. Chứ em không biết rằng chị có trải qua một cuộc sống như thế nào, trải qua một cái chị có bằng đại học hay không. Thật ra có người 3 bằng đại học, và như kể cả như bây giờ chị không có. Mọi người đón nhận chị như chị là thôi. Em đã xin phép trước là để trả câu chuyện của chị, chỉ để diễn đạt cái ý của em muốn nói, em xin phép ạ. Xong ạ. Cảm ơn Vân Hà rất nhiều. Và may quá có cái câu hỏi này thì mọi người mới được có một chút gì hé lộ cái điều gì nó đang diễn ra trong Vân Stick, mà Vân Stick đã có cái thay đổi lớn đến như vậy. Rất là tuyệt vời. Và ngoài tất cả những cái ý mà Vân Hà đã chia sẻ thì nó vô cùng là ý nghĩa. Và ở đằng sau những cái câu chuyện mà Vân Hà đã mượn cái câu chuyện của Vân Stick để mà chia sẻ với anh chị em mình về cái việc là tại sao mình không có một cái sự để tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng ở trong này thì mình còn nhìn thấy một cái điểm nữa là khi chúng ta hiểu được cái điều đó, khi chúng ta yêu thương chính bản thân mình, tha thứ cho bản thân mình, chấp nhận mọi cái cảnh nó diễn ra với chính mình, bởi vì nó diễn ra vì nó bắt buộc nó phải diễn ra. Mình gặp con người nào vì bắt buộc, tại cái thời điểm đó mình phải gặp cái con người đó để làm gì? Tất cả những người đó người ta được cử đến để người ta giúp cho mình nhận ra một cái bài học nào đó. Và khi mà mình hiểu được cái điều này thì mình sẽ làm cái gì đối với những người khác? Cái việc mà dễ phán xét, dễ gọi là có một cái dò xét, hay là cái từ phán xét là cái từ rất là chuẩn. Nhìn người này, người này không có bằng đại học. Đúng là thực sự là ở trong cái khi mà chúng ta học về không giới hạn này và chúng ta ngồi với nhau ở đây, không có ai cần quan tâm là bạn đến từ đâu, bạn đang có bao nhiêu tiền hay bạn có bao nhiêu bằng đại học. Không có ai có cái ý nghĩ đó cả. Mà tất cả chúng ta đến vì chúng ta đến với nhau vì cái gì ạ? Chúng ta cùng chung một cái chương trình. Chúng ta cùng nhau cùng chia sẻ một chương trình. Một chương trình là gì? Cái chương trình này đó là cái chương trình yêu thương, dùng tình bằng tình yêu thương, sự bao dung, cái lòng biết ơn đối với nhau, đúng không ạ? Và đấy cái là chương trình chung. Vậy thì quay trở về trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tại sao mình lại không sử dụng, mình lại không chia sẻ với mọi người cái chương trình là chương trình yêu thương thôi, mà mình lại đi chia sẻ cái chương trình nó cáu giận hay tức giận hay tức tối hay nghi ngờ hay tất cả những cái đó? Thì cái việc này, cái ý mà Vân Hà chia sẻ đấy là yêu thương chính mình, nhưng đồng thời nữa thì khi chính mình yêu thương chính mình thì mình sẽ không phán xét người khác, mình sẽ không đổ lỗi cho người khác, mình sẽ nhìn nhận người khác như là chính mình. Đó là cái điều, cái ý nghĩa rất là tuyệt vời. Cảm ơn Vân Hà rất nhiều. Xin mời một cánh tay nữa. Xin mời một cánh tay nữa, chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái điều này. Mỗi người sẽ có một. Ở đây mình hoàn toàn sẽ không có đúng và sai. Hoàn toàn không có đúng và sai. Mà ở đây nó là cái thế giới quan của mỗi người, cái góc nhìn của mỗi người, cái trải nghiệm của mỗi người, và cái bài học, quan trọng nhất cái bài học mà mỗi người nhận ra. Và khi mình chia sẻ thì đấy là cách mình đang trao đi rất là tuyệt vời. Và
cái điều mình trao đi đó thì nó sẽ được nhân. Đó là những cái hạt tốt. Và cái hạt tốt này khi mình trao đi, mình gieo vào một cái mảnh đất rất là màu mỡ, rất là tốt, tuyệt vời để cho cái hạt giống nó nảy, thì đó chính là lúc mà mình có cơ hội mình nhân cái hạt giống tốt của mình lên rất là nhiều lần. Bây giờ thì mình đã nhìn thấy cánh tay của Ngọc Hà. Ô, hình như hôm nay có rất nhiều người tên Hà này. Tên Hà rất là đẹp đúng không cả nhà? Cả nhà có thấy tên Hà rất đẹp không? Ok, xin mời Ngọc Hà em. Vâng, em xin phép được chia sẻ. Đúng là cái việc mà yêu thương chính mình ấy, cái thời gian vừa rồi, trong mấy tuần vừa rồi, em nhận thấy là nó là một cái điều cực kỳ là ý nghĩa, và nó là cái gốc đấy ạ, cái gốc để mà mình có thể yêu thương được mọi người, tất cả mọi người, mình có thể tha thứ được cho tất cả những cái điều bất như ý xảy ra. Ví dụ về bản thân em chẳng hạn, là từ trước đến nay thì em luôn luôn là cái mong muốn là được chia sẻ, được giúp đỡ đến với tất cả mọi người, và mình thường là sống theo cái mong muốn của mọi người, sống theo những cái mà nhiều khi là còn phải chạy theo những cái suy nghĩ của mọi người, nhìn cái thái độ của mọi người để sống ạ. Và mình lúc nào cũng mình cũng muốn là làm hài lòng tất cả mọi người. Cũng như kiểu nhận xét của nhiều người ấy, thì em là người rất là tốt và sẵn sàng hy sinh kể cả cái lợi ích của mình để giúp đỡ mọi người. Thế chính vì những cái điều đó, và mình cũng bản thân mình như thế, và mình cũng lại có những cái mong cầu trở lại đối với mọi người. Ví dụ mình có thể hy sinh cho chồng, cho con, có thể nhịn ăn, nhịn mặc, dành những cái ngon nhất, những cái tốt nhất cho chồng, cho con, và đối với mọi người cũng thế. Và mình cũng có cái sự mong cầu trở lại như vậy. Và khi mà mình không đạt được cái điều đấy thì mình cảm thấy là bất an, cảm thấy là không bình an. Và mình thấy có những cái những lúc mà mình cảm thấy bức xúc nữa. Thế chính vì vậy mà khi mà em học được những cái điều này thì em thấy là mình, bản thân mình phải yêu thương chính mình ạ. Mình phải thương mình, và mình khi mà mình đủ yêu thương mình thì mình mới có thể yêu thương lại được mọi người, có thể mang lại cái bình an cho mọi người. Ví dụ đơn giản như là trong cái tuần trước thì em cũng có một số những cái tại vì từ trước nay thì ví dụ ở gia đình em thì của em cũng bố em thì mất rồi, nên là cái việc mà em phải thường xuyên phải quan tâm, phải chăm lo cho mẹ với cả cho các em, thì đấy là cho em thì đấy là một cái chuyện mà em coi như cái việc đương nhiên mà mình phải làm. Và cái việc đấy cũng làm cho nhiều khi là mẹ với em cũng có bất cứ một cái chuyện gì khó khăn từ nhỏ đến lớn là cũng đều gọi cho mình và cũng đều mong muốn cái sự giúp đỡ từ mình. Thế thì đến khi mà mình có những cái lúc mà mình mệt, mình yếu, mình không thể giải quyết được những cái việc đấy, thì mọi người lại có những cái việc là cũng gần như là trách mình ấy. Thế thì nếu mà như trước kia thì em sẽ phản ứng và em sẽ thấy rất là thất vọng. Nhưng mà như cái thời gian này thì em, khi mà em nhận ra được cái điều đấy thì em tha thứ cho chính mình, và cũng tha thứ cho cả người thân của mình nữa. Vì mình thấy là cái việc đấy là cái việc mà bây giờ bản thân mình yếu, mình mệt, mình không thể đáp ứng những cái việc đấy, thì đấy là cái điều bình thường mà mình không cần phải cố gắng nỗ lực làm gì cả để đến lúc mà mình cảm thấy là bức bối, mình cảm thấy bất an. Và cái cảm xúc đấy của em nó trải qua rất là nhanh. Vì khi mà mình hiểu ra được cái vấn đề đấy thì mình cởi bỏ nó được rất nhanh. Và cái điều đấy cũng giúp cho ngược lại là bản thân người thân của mình cũng thấy là cũng cảm thấy là mọi người cũng có cái phần cái việc trách cứ đối với mình, nó cũng là cái điều không đúng, nên là cái việc cái mối quan hệ nó được giải tỏa rất là nhanh, những cái khúc mắc nó được giải quyết rất là nhanh. Vì bản thân em không có cái sự oán trách, em không có cái sự đổ lỗi đối với cả mọi người, với bản thân mình, thì em thấy là sự việc nó trôi qua rất là nó được giải quyết rất nhanh ạ. Vâng, em xin cảm ơn mọi người đã nghe chia sẻ của em. Cảm ơn Ngọc Hà. Cảm ơn Ngọc Hà đã có cái chia sẻ. Và mình cũng nhìn thấy cái sự chuyển đổi dần dần bắt đầu chuyển đổi của Ngọc Hà. Tuy rằng là có một cái mà mình vẫn, tức là trong lúc mà Ngọc Hà nói ấy, thì mình mới để ý một cái là
cái sự chuyển đổi nó đã đang diễn ra rồi. Nhưng mà có một cái là thế này, cái này nó chỉ là một cái quan sát nhỏ của mình thôi nhá. Thì khi mà bạn thực sự bạn đã giải phóng được hoàn toàn mình ý, thì khi bạn nói bạn sẽ rất ít khi bạn cúi mặt xuống, hoặc bạn rất ít khi bạn mắt của bạn cụp xuống phía dưới này. Tất cả cái đấy nó đều là cái ngôn ngữ biểu hiện của mình. Thế nhưng mà ở đây thì mấy lần mình liên tục mình chụp lại mấy lần ảnh rồi, mà duy nhất được có một lần mình chụp được là bạn ấy mắt của bạn còn có một cái khoảng nhìn thẳng này. Đó. Thế thì tất cả mọi thứ từ ở bên trong của mình nó được thể hiện ra bên ngoài hết. Thì có một cái, có thể một cái tip nhỏ mách cho Ngọc Hà để Ngọc Hà có thể luyện được ấy. Đó là Ngọc Hà buổi sáng hoặc bất kể lúc nào, Ngọc Hà đứng trước gương, Ngọc Hà nói, và em nói và em cứ nhìn thẳng vào gương, em nhìn thẳng vào gương, em nói, em nhìn thẳng gương và mỉm cười, và cười rất là rạng rỡ. Một ngày em cười, một ngày em ấn định cho mình cười 20 lần. Đếm được nhá, 20 lần đếm được ấy. Thế thì khi mình cười á thì cái miệng này của mình nó có phải nó vành ra này đúng không? Nó như này không? Thì tất cả khi mình cười ấy, thì cái vành môi của mình nó giãn như thế này, thì cái tất cả toàn bộ cái cơ mặt của mình nó cũng giãn ra, và cái mắt của mình dần dần cái mắt của mình nó cũng cười. Đó, thì mặc tất nhiên bây giờ vẫn còn rất nhiều thứ ở trong người mình, nhưng mà không sao cả, cứ làm đi. Đó, thì đấy là một cái quan sát rất là nhỏ của Lưu Hà đến Ngọc Hà. À, còn những cái điều mà Ngọc Hà chia sẻ thì rất là ý nghĩa. À, và cái quan trọng là khi mình đã nhận ra, khi mình nhận ra thì mình có thể mình thay đổi được. Và khi mình thay đổi, mình thấy cái sự chuyển dịch, cái sự thay đổi của mình nó mang lại cho mình cái niềm vui hơn, cái ý nghĩa hơn, thì mình lại tiếp tục mình làm. Và mình càng làm thì mình càng thấy nó ý nghĩa với mình, thì mình lại tiếp tục làm. Đó, đơn giản thế thôi. À, cảm ơn chia sẻ của Ngọc Hà rất là nhiều. Cười nhiều nhé Ngọc Hà nhé. Cười nhiều và nhìn thẳng. Nhìn thẳng vào phía trước. Nhìn thẳng khi mình nói nhé. Ok. Hy vọng là đến chắc chắn là tuần sau khi Ngọc Hà chia sẻ thì chị Hà chụp ảnh thì rất là dễ để bắt được cái hình của Ngọc Hà. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn Ngọc Hà rất nhiều. Ok, mời Vân Stick giơ tay một lần nữa. Đây em xin thêm một phút nữa. Để em chia sẻ lốt. Chị Hà có hỏi câu là làm thế nào mà Vân Stick có thể mà thay đổi nhanh thế? Và em Vân Hà cũng đã nói rằng thời gian để dịch chuyển của một con người đúng là phải cần rất nhiều thời gian. Mà tại sao em Vân lại thay đổi một cách mà đến bản thân em cũng thấy là rất bất ngờ, mà em có được hình dung ra là trời ơi sao mình lại có cái cuộc sống như thế này. 46 năm em loanh quanh trong cái vòng xoáy cuộc đời, chỉ có cơm áo gạo tiền, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và chỉ nghĩ đến đi từ thiện, nhưng mình lại bỏ quên mất chính mình. Thì cái hành trình đến với chị Lưu Hà thì thật ra là em cũng đã được một người thầy rất chi là trí tuệ đã khai sáng, và chỉ 4 tháng trong cái khóa học thiết kế cuộc đời master của cô Ruby, em có nguyện rằng em mong muốn khát khao để em được trở về với chính mình một cách sâu sắc hơn. Thì đến bây giờ thì em đã được trở về hoàn toàn. Nhưng trong cái nguyện đấy thì tầm khoảng 2 tháng thì em mới gặp được Vân Hà, và Vân Hà đưa em đến với chị Lưu Hà. Thì để cái hành trình của em mà nó về nhanh hơn với em thì có thêm cái phương pháp của chị Hà, để chị Hà cùng dắt em đi cùng. Thế nên là tất cả mọi thứ nó đến với em như là có một cái sự sắp đặt sẵn ạ. Đấy là chính là cái hành trình tâm linh của em. Em tin rằng là mọi người cũng như vậy, và chỉ có thực hành. Nếu như ta không thực hành đều thì ta sẽ không có kết quả. Chúng ta đều mong muốn những cái điều tốt đẹp đến với chúng ta, nhưng chúng ta lại không thực hành đều đặn thì sẽ không có kết quả cho chúng ta như ý muốn. Thì cái phương pháp của chị Hà thì nó lại rất đơn giản. Dù có hiểu hay không hiểu, chỉ cần thực hành và thực hành mới cho ta kết quả. Nếu như một ngày ta không tắm thì ta thấy bẩn, đúng không ạ? Ta thấy ngứa. Thế thì vậy thì ta tắm nhiều lần thì cái
da của ta nó sẽ trắng lõn nà ra. Nó dù nó có đen đến đâu thì đen, nếu như ta tắm nhiều lần nó sẽ trắng, nó sẽ đẹp, nó sẽ lõn nà ra. Thế và em Vân cũng vậy thôi. Bắt đầu đặt chân xuống đất, mở mắt ra là em đã phải biết thanh tẩy chính mình và yêu thương chính mình, trân trọng chính mình, chứ từ thiện ngay cho bản thân mình. Ta chỉ biết đi từ thiện ở bên ngoài, chứ còn bản thân ta thì ta lại bỏ quên, ta không biết nói lời yêu thương với mình. Thế thì đấy là những cái gì mà em muốn chia sẻ. Và yêu thương mình quan trọng, không phải mua cho mình những cái bộ quần áo đẹp, không phải mua sắm cho mình xe hơi. Yêu mình ngay tại trong cái căn nhà của chính mình thôi, không phải đi đâu xa cả. Thì đấy là những gì mà em Vân đã trải nghiệm. Biết ơn cả nhà. Cảm ơn Vân rất nhiều. Và một cái câu Vân nói mà Vân cũng đã nhắc lại, đó chính là mình rất là đang đi từ thiện cho rất nhiều người và từ thiện rất nhiều nơi, và luôn luôn cái tâm của mình là tâm từ thiện. Cho nên mình nghĩ rằng mình phải từ thiện thật nhiều. Không có nhiều tiền thì mình sẽ từ thiện bằng công sức, bằng thời gian của mình. Nhưng có một cái nơi cần từ thiện nhất thì mình lại bỏ quên mất, đó là từ thiện cho chính bản thân mình. Cảm ơn lời nhắc nhở, cảm ơn lời cái câu chia sẻ cho của Vân Stick rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Và cái câu mà em nói rằng là ai đấy, không biết là chị trong lúc đọc hay là Vân nói về cái việc là mình cứ tắm rửa. À đúng rồi, Vân nói là nếu mình tắm một lần mà thấy chưa sạch thì tắm nhiều lần. Ngày nào cũng tắm thì chắc chắn là sẽ sạch, đúng không? Thế và có những cái lúc thì sau khi mình được tắm xong, được cột rửa sạch thì thấy là ôi trời ơi, nó sao mà tuyệt vời thế. Và ở trong này thì có một chị mà được tắm rồi là một phút mà tự dưng nó sáng bừng hết lên, đấy là chị Thanh Hà. Chị Thanh Hà thì đấy là một cái trải nghiệm, cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời của Lưu Hà với lại Thanh Hà. Thì mọi người đều biết rằng là chị Thanh Hà cũng tham gia vào chúng ta cũng khá lâu, nhưng mà mọi người sẽ để ý thấy rằng là trong những cái buổi trước ấy thì chị Thanh Hà cũng có những lúc chia sẻ, nhưng mà cái mày của chị ấy nó luôn luôn cau hết cả lại, và gương mặt của chị nó không sáng như thế này. Nhưng mà rất kỳ diệu cái từ tắm. Tại sao là mình lại nói cái câu này? Vì là nhân thể cái câu nói của Vân Stick, đó là khi mình tắm, mình tắm rửa thật sạch sẽ, mình gột rửa sạch sẽ thì mình bước ra tự dưng nhìn thấy người mình sáng bóng à. Thế thì Thanh Hà cũng thế. Sau khi mà nó gọi là được lôi đặt cái cục gọi là cái đống rác mà nó lưu cữu trong người lâu á, nó làm cho mình kiểu như tất cả toàn bộ cái da của mình nó cứ đen kịt đi, mặt nó cứ xám, nó loang hết cả đi. Thì rất là kỳ diệu là chỉ đúng một, gọi là đúng một tích tắc, khi mà nó đã sạch được một cái thì nó bừng hết cả lên, nó sáng, nó nở bừng hết cả lên, và gương mặt rất là đẹp, rất là tuyệt vời, vô cùng là tuyệt vời. Và cảm ơn Vân Stick đã chia sẻ cái điều này. Xin mời Vân Hà em. Em xin phép anh chị nhé, bởi vì em biết là em dành sóng hơi nhiều, nhưng mà khi mà chị Vân nói em cảm thấy có một cái ý tưởng mà em rất muốn nói, nên em lại xin phép giơ tay. Là vẫn em muốn chia sẻ thêm về cái ý rằng là vì sao mà bạn cần nệ có thể tha thứ cho chính mình ấy. Và cái phương pháp mà khi mà em được học ấy, khi mà bạn ở trong một căn phòng tối thì cách làm đúng không phải là đưa bóng tối đi ra ngoài, bởi vì căn phòng toàn bộ là căn phòng tối, và phương pháp đúng là đưa ánh sáng đi vào. Bạn chỉ có một ngọn nến, bạn mang ngọn nến vào, bạn có một cái đèn pin, bạn mang đèn pin vào, bạn có nguồn lực gì thì bạn mang ánh sáng vào. Cái nguồn lực đấy, đấy là cái phương pháp rất đúng, là mang ánh sáng vào căn phòng tối, chứ không phải cố gắng mang bóng tối đi ra ngoài. Thì cái mà tha thứ được, mà khi chị Vân nói rằng là cảm ơn khi mà em Vân đã đưa chị Vân Stick đến được với nhóm này. Nhưng cái mà đưa ánh sáng vào căn phòng tối, cái mà để chúng ta có thể tha thứ được chính mình ấy, là cái sự biết ơn bản thân mình. Bởi vì không phải nhờ chị Lưu Hà, cũng không phải nhờ em Vân, hoặc không phải nhờ bất cứ một thầy, một cái người dẫn dắt, một thầy trí tuệ nào ở bên ngoài kia đâu. Trước khi cảm ơn họ, chúng ta phải nhìn nhận và cảm ơn biết chính mình. Là bởi vì thẳm sâu ở trong mình đang có một khát khao, một mong muốn, một nhu cầu, một câu hỏi nào chúng ta đang chăn trở, chúng ta đang muốn giải quyết. Chúng ta đang muốn phát triển bản thân, chúng ta đang muốn trở thành, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
chúng ta muốn giải quyết câu chuyện của cuộc đời mình. Nên thay vì hôm nay chúng ta lựa chọn ra ngoài kia đi chơi, ăn một bữa sáng thật ngon lành, thì chúng ta sẽ ngồi ở đây để nghe nhau chia sẻ và truyền năng lượng tốt lành cho nhau. Bởi vì chúng ta lựa chọn điều đấy, chứ không phải vì chị Lưu Hà ép buộc, không phải vì là Ho'oponopono ép buộc, mà đấy là lựa chọn của chúng ta. Và những lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định cuộc đời mà chúng ta sẽ được hưởng. Vì vậy ghi nhận bản thân, biết ơn mình, biết ơn những cái khởi lên trong tâm mình, để mình bắt buộc bắt đầu phải từ mình đã. Từ khát khao trong mình, từ mong muốn trong mình, thì vũ trụ mới đưa những người như em và chị Lưu Hà đến là một chiếc cầu nối. Giống như chị Hà nói ngay từ đầu chương trình, chúng ta chỉ là chiếc cầu nối để cho các anh chị tiếp cận được những nguồn lực của vũ trụ, giải quyết những mong muốn. Giống như trong cái triết lý của nhà giả kim hoặc là luật hấp dẫn ấy, bạn sẽ có được tất cả những gì bạn mong muốn. Bạn, vũ trụ sẽ hợp lực, hợp tất cả các nguồn lực của mình để giúp bạn đạt được điều bạn mong muốn. Vậy thì cái bài toán ở đây là bạn mong muốn, chứ không phải là vũ trụ có giúp bạn hay không. Thì đấy là cái cách mà em muốn giải quyết về vấn đề là có thể tha thứ và yêu thương bản thân mình. Là bởi vì chúng ta phải ghi nhận mình trước, phải đưa ánh sáng vào căn phòng tối, đưa niềm tin của mình vào trong cái cuộc đời của mình đã. Những cái niềm tin giới hạn đang giới hạn cuộc sống của chúng ta và đang giới hạn những nguồn lực của chúng ta rất nhiều. Anh chị có thể thử khi làm bất cứ một việc gì đấy thôi, bất cứ một việc gì dù lớn hay bé, nhưng ngay từ đầu anh chị nghĩ rằng là ta có thể làm được, thì ngay lập tức là não chúng ta sẽ chạy kích hoạt một chương trình rằng nếu muốn làm được thì ta nhờ người giúp đỡ. Giống như em, nhiều hôm em gọi chị Huyền Kim, em bảo là chị ơi em cần giúp đỡ thế này, hoặc khi mà em không biết cách đưa video lên YouTube, em hỏi chị Hằng, em không biết đâu. Tất cả không phải cái gì em cũng biết, hoặc chính chị Lưu Hà cũng không phải cái gì chị Lưu Hà cũng giỏi. Nhưng khi chị khởi lên một câu hỏi, vũ trụ sẽ đưa chị đến nguồn lực, và chính chị là người đi tìm những nguồn lực đấy để giải quyết câu chuyện của cuộc đời mình. Và nhiều khi mà khi mà em cũng xin phép nói nốt, bởi vì em thấy là cái này rất quan trọng mọi người. Khi mà em hỏi trong những câu hỏi của cái lớp học của em ấy, em hỏi rằng là em cảm thấy lúc nào mà em muốn làm rất là nhiều việc, nhưng mà khi mà làm những cái việc mà để phát triển bản thân này thì có một cái sự mâu thuẫn mà ai nấy cho em rằng là em dành thời gian để học phát triển bản thân thì em đã bớt mất cái ô thời gian để dành cho con em, dành đồng hành cho con em, hoặc tìm hiểu cái gì tốt nhất cho con em. Em bị mâu thuẫn rằng là mẹ cứ phát triển lên nhưng mà lại mất cái ô thời gian dành cho con. Thế nhưng mà khi mà được nói rằng là mọi người phải hiểu rằng là chúng ta cùng đốt một lúc bốn vào lửa, chứ không phải rằng là khi mà chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau. Chúng ta chia những ô thời gian là chúng ta cháy hết mình trong những ô thời gian đấy. Giống như là bạn có 8 tiếng làm việc, bạn cứ cháy hết mình đi trong cái 8 tiếng làm việc đấy. Và khi mà bạn về nhà bạn rời, khi bạn tắt cái bếp của cái gia đình đấy, bạn tắt đi rồi, thì bạn hãy để bùng lên cái ô thời gian dành cho con cái. Và cái quan trọng không phải là chúng ta dành được bao nhiêu thời gian cho cái ô công việc hay cho con cái, mà là chúng ta dành được bao nhiêu khoảng thời gian chất lượng. Nó không phải là anh chị dành cho con một tiếng đồng hồ, nhưng cái thời điểm đấy là anh chị cầm điện thoại, anh chị kết nối với bên ngoài, hoặc đang dán mắt vào TV, mặc dù anh chị nghĩ rằng một tiếng này tôi đang ngồi với con tôi và đang trông nó. Anh chị chỉ cần 5 phút thôi, khi con nói nhìn thẳng vào mắt con và biết rằng con đang muốn trao đổi điều gì, 5 phút sẽ có giá trị hơn một tiếng đồng hồ. Vì vậy nên là cái sử dụng ô thời gian không phải là bạn phân chia thế nào, mà bạn phải làm sao bật được hết lửa, hết đam mê của mình trong cái khoảng thời gian bạn làm. Giống như khi mà triết lý của nhà Phật nói rằng cái người quan trọng nhất là người đang đối diện với bạn, công việc quan trọng nhất là công việc bạn đang làm. Chứ còn khi mà nói rằng là bây giờ người quan trọng nhất với bạn là gì, ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ rằng đấy là con chúng ta, đấy là chồng chúng ta, đấy là gia đình chúng ta. Nhưng người quan trọng nhất là người đang đối diện với bạn, và công việc quan trọng nhất là công việc hiện tại bạn đang làm. Như em đang ở trong Zoom này, em dành tất cả những gì hiểu biết, những cái gì mong muốn trao được giá trị tốt nhất đến cho cộng đồng và lan tỏa những năng lượng yêu thương nhất đến mọi người. Và khi mà chúng ta cháy hết mình trong những ô thời gian của chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được cái năng lượng đỉnh cao. Chúng ta không phải quá dành quá nhiều thời gian, nhưng chúng ta hãy cố gắng dành thời gian chất lượng, và hãy cố gắng mang ánh sáng vào căn phòng tối.
đừng thay vì oán trách bản thân rằng là sao chúng tôi kém cỏi thế này, sao người ta phát triển thế kia, sao người ta có nhiều nguồn lực thế kia. Đấy là chúng ta đang tìm cách cuốn lấy cái bóng tối. Nhưng thay vì nhìn rằng sao, để cho nhìn thấy, ồ, hôm nay chúng ta có một mái nhà ấm êm thế này. Ồ, hôm nay chúng ta thay vì mọi người đang bươn trải ngoài kia buôn bán, thì chúng ta được ngồi ở trong cái phòng Zoom ấm êm như thế này. Lấy ánh sáng vào căn phòng tối để chúng ta có một cái niềm tin về bản thân mình, có thể yêu thương bản thân mình, có một cái động lực để chúng ta chiến đấu, để đạt được những cái cuộc đời mình chúng ta mong muốn. Em xin hết. Cảm ơn Vân Hà rất rất nhiều. Cảm ơn Vân Hà rất nhiều. Và chúng ta đã có một cái buổi chia sẻ mà có thể nói là cái chương trình chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay vào đúng cái ngày ngày giải phóng miền Nam, đúng không? Ngày giải phóng miền Nam nó cũng có ý nghĩa giống như là mình ngồi ở đây hôm nay, mình cũng đang tự giải phóng chính mình mà, đúng không ạ? Ngày xưa các cha ông chúng ta thì bằng mọi cách để giải phóng đất nước, và khi họ muốn giải phóng đất nước thì cũng thì bản thân cha ông chúng ta cũng được giải phóng đấy chứ, đúng không? Và chúng ta ngày hôm nay ở đây cũng ngồi ở đây, và thay vì việc là mình lao đi ra ngoài, mình ngồi ở đây buổi sáng ngày ra một tiếng rưỡi đồng hồ với nhau, chúng ta cùng nhau giải phóng chính mình. Cảm ơn Vân Hà rất nhiều, cái câu chia sẻ rất tuyệt vời, đó là chúng ta hãy mang ánh sáng vào trong căn phòng tối, chứ không phải cố gắng đẩy cái bóng tối đi ra khỏi căn phòng đó. Chúng ta sẽ không đẩy đi nổi được, nhưng chúng ta thắp sáng cái bóng tối đó bằng cái gì? Thắp sáng bóng tối bằng cái tình yêu thương, bằng cái sự khát khao cuộc sống như chúng ta mong muốn, bằng cái niềm tin rằng tôi là một con người xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng tôi hoàn toàn có khả năng, tôi dạy dỗ con tôi tốt, tôi cùng với tất cả những người thân trong tôi có khả năng. Và thắp sáng cái mang một cái ngọn nến của hy vọng, của niềm tin, của yêu thương vào trong cái căn phòng tối, thì chắc chắn là cái căn phòng đó nó sáng bừng lên. Ok, cảm ơn rất là nhiều cái phần chia sẻ rất tuyệt vời ngày hôm nay của anh chị em mình. Thì có một cái phần cuối mà mình cũng xin để mà chốt lại một cái điểm, nó mang tính chất là có thể nói rằng là nó mang tính chất là nó gọi là có một cái sự hữu hình ở trong này. Đó là cái điều gì mà nó cứ, mình biết rằng là mình thích yêu thương, mình muốn yêu thương đấy, nhưng mà có cái điều gì mà nó lại cứ ngăn cản lại mình. Thì về mặt khoa học mà nói, nó có một cái nó gọi là cái lập trình trong cái bộ não của mình. Thì trong cái bộ não của mình nó có rất là nhiều những cái phần rãnh não, những cái phần mô, cái phần não trước là thùy não bên trái, thùy não bên phải, thùy não phía trước, não phía sau, toàn bộ cái đầu của mình này. Và cái bộ não của mình nó cũng được chia ra thành rất rất là nhiều phần. Có những cái phần khi mà nó được hoạt động mạnh lên, nó sẽ kích hoạt, nó sẽ lưu giữ rất nhiều những cái ký ức, và nó không cho cái ký ức đấy nó ra đi. Cái phần chi tiết về cái phần khoa học này các bạn có thể tìm đọc cái cuốn Vòng Xoáy Đi Lên. Cái cuốn đó là cái cuốn rất hay, phân tích về mặt khoa học của bộ não của mình, rất là hay. Còn ở đây thì trong cái khuôn khổ của cái phần mình chia sẻ với nhau ở đây, thì mình chỉ muốn chia sẻ một phần rằng cái bộ não của chúng ta nó tạo ra rất nhiều những các cái rãnh, cũng giống như cuộc đời của chúng ta, nó có rất là nhiều những cái phần, những cái điều mình yêu thích và có những cái điều mình không yêu thích. Và cái nguyên nhân xuất phát thì những cái điều mình yêu thích hay không yêu thích, thay đổi được hay không thay đổi được, đó nó có một cái phần tác động bởi cái rãnh não của mình. Và vậy thì làm thế nào để mình có thể mình chuyển đổi được cái đó? Thì ở trong cái chương trình mà lập trình ngôn ngữ tư duy, một chương trình rất là nổi tiếng NLP, mà ở đây thì cũng rất nhiều anh chị em đã biết và hoặc là đã từng học hoặc cũng đã trở thành coach rồi, thì chúng ta biết rằng là để mà lập trình lại cái ngôn ngữ tư duy của mình, nó sẽ cần phải đào rất sâu vào trong những cái mô thức của bạn, trong những cái tiểu mô thức của bạn. Và khi mình đào sâu vào những cái mô thức hay tiểu mô thức đó, đó là cách mà mình đang lập trình lại, mình đang dịch chuyển cái phần cài đặt ở bên trong cái bộ não hữu hình của mình, để nó có thể nó dịch chuyển sang cái phần rãnh não mà nó kích hoạt được, để mình tăng cái phần yêu thương lên,
giảm cái phần ký ức đi. Đó, thì đấy là về mặt khoa học. Và chúng ta cũng biết rằng là cái quá khứ, những cái quá khứ của mình ý, nó không phải nó chỉ những cái ký ức từ trong quá khứ của mình ý, nó không phải nó chỉ xuất phát từ cái đời này, nó không phải chỉ xuất phát từ cái đời kiếp này, mà nó xuất phát từ cái đời Amit cơ mà, từ cái đời thủy tổ sơ khai của mình, mà từ thời còn ăn lông ở lỗ, từ thời còn phải săn bắt hái lượm mà, đúng không? Chúng ta đã nói đến cái phần này trong một cái chương trình rồi. Đó là cái tiến trình phát triển của con người. Thì mỗi một giai đoạn phát triển của con người thì tất cả những ký ức đó nó đều được lưu giữ lại. Nó không đi đâu hết cả. Nó được lưu giữ lại trong cái tiềm thức của chúng ta. Và nó chỉ đợi một cái thời điểm, có một cái nhân tố nào đó kích hoạt lên, chạm vào nó sẽ được kích hoạt lên. Và những con người hay sự việc hay hoàn cảnh nó tác động vào chúng ta ở cái thời điểm đó, nó là cái nhân tố, nó có thể là một cái người được mang đến để cho chúng ta học một cái bài học gì đó. Và cái hành lý mà chúng ta mang vác ấy, nó đã quá nặng, nó rất rất là nặng rồi. Và rất may là với Ho'oponopono thì chúng ta có được một cái phương pháp để mà chạm được đến cái vùng ký ức đó bằng một cái phương thức rất đơn giản. Như mình đã nói, có rất nhiều cái phương pháp để thanh tẩy, để buông bỏ, để loại bỏ. Đó là cái điều mọi người đều mong muốn. Mọi người đều muốn và mọi người đều biết rằng là tôi cần phải buông bỏ. Tôi muốn buông bỏ lắm rồi, nhưng cái điều gì nó ghim giữ tôi lại? Thì có nhiều phương pháp. Có thể bạn sử dụng NLP, những cái kỹ thuật trị liệu của NLP. Bạn có thể dùng kỹ thuật thôi miên. Bạn có thể dùng Reiki. Bạn có thể dùng thiền, dùng rất nhiều phương pháp thiền, bạn có thể dùng rất là nhiều cách. Tuy nhiên, có những cái cách đó bạn sẽ cần phải có một cái hiểu biết rất là sâu, bạn có thể cần phải có những cái người khác giúp bạn tác động vào. Cái đó nó cần ở những cái thời điểm, những cái giai đoạn mà mình cần phải làm cái điều đó để cho nó thực sự là những cái vấn đề, những cái ký ức của mình nó găm chặt vào mình rồi thì để cho nó ra đi. Thì đấy là những cái phần gọi là có một cái phần hỗ trợ can thiệp sâu. Thì đấy là với những ai thực sự là có cái nhu cầu rất là lớn cần thiết thì lúc đó mình cần làm. Còn với phương pháp mà Ho'oponopono này thì nó rất đơn giản. Bạn cứ nói đi. Khi bạn nói bốn câu ấy nó sẽ tác động đến cái phần tiềm thức của bạn và nó tác động đến cái dãy não của bạn và nó sẽ giúp cho bạn để nó loại bỏ được những cái ký ức, những cái chương trình mà nó đang găm chặt bạn lại, nó đang níu giữ bạn lại đó. Và những cái gì mà chúng ta được dạy dỗ ở trong môi trường, trong gia đình, trong trường học, trong cơ quan đoàn thể, nếu chúng ta ở trong một cái môi trường mà nhiều người nói với chúng ta về những cái điều nó rất là tiêu cực, hay là nó gieo rắc cho chúng ta những cái hoài nghi, mình không ai nói câu gì cả, ấy bảo ủi chắc nó nói thế chứ chắc gì đã phải vậy, hay là ủi cái thông tin thế nhưng mà đằng sau nó là nhiều vấn đề khác lắm, thì vô hình chung là mình cứ đang mỗi ngày nạp nhiều hơn nữa cái sự nghi ngờ vào. Thì đối với bất kể một cái việc gì khác thì cái điều đầu tiên úp một cái nó bật dậy, đó chính là cái nghi ngờ đầu tiên. Cũng giống như là với phương pháp Ho'oponopono này, có rất nhiều người cho rằng ủa chuyện lãng xẹt vớ vẩn, bốn cái câu đấy có cái gì làm sao mà có thể thay đổi được. Nhưng mà chúng ta lại có một cái niềm tin rằng chắc chắn là có những người đã làm được và nó đã trở thành một cái phương pháp phổ biến trên thế giới, thì chúng ta làm chắc chắn sẽ được và không cần tìm hiểu quá sâu ngay lúc đầu vì nó quá đơn giản, cho nên chúng ta đã thực hành. Và khi chúng ta đã thực hành thì nó sẽ có kết quả, và khi có kết quả thì chúng ta sẽ làm nhiều hơn, và làm nhiều hơn thì nó lại càng có kết quả. Thế cho nên là có thể nói tóm gọn lại đấy chính là cái đó chính là Ho'oponopono gợi ý cho chúng ta, gợi ý để chúng ta buông bỏ cái sự lập trình của cái quá khứ, của những cái ký ức mà về cơ bản thì nó đã tạo ra trong cái dãy não của chúng ta từ rất lâu đời rồi. Cho nên là khi mà chúng ta có cái việc, khi chúng ta quyết định, một cái từ rất cốt lõi đấy là khi chúng ta quyết định buông bỏ, chúng ta quyết định tha thứ, chúng ta quyết định yêu thương chính mình, thì lúc đó phương pháp nó sẽ tự đến và những người thầy sẽ xuất hiện. Câu nói rất rất là kinh điển đó là khi chúng ta sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện.
người thầy xuất hiện theo cách nào, đó là do cái sự sẵn sàng của bạn, do sự sẵn sàng của bạn, mong muốn của bạn muốn thanh tẩy hay muốn loại bỏ cái ký ức, loại bỏ cái vấn đề mà mình đang bị nhức nhối đó ở cái mức nào, thì sẽ có những người thầy phù hợp xuất hiện với bạn. Cho nên là người thầy Ho'oponopono là người thầy mà bạn có thể sử dụng bất kể lúc nào, bất kể thời gian nào, miễn phí hoàn toàn, không có phải bất kể một cái phí nào hết cả. Và người thầy đó vô cùng tuyệt vời, vô cùng yêu thương bạn. Còn khi bạn cần đến, bạn nâng tầng của mình, cái sự sẵn sàng của bạn lên, những cái gì mà bạn cho rằng là bạn chưa đạt được cái điều bạn mong muốn, thì lúc đó bạn sẽ, khi bạn khởi tâm lên thì bạn sẽ gặp được những cái người thầy nữa. Đó là một vài những cái chia sẻ của mình đối với lại cái topic mà hôm nay chị em chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Cảm ơn rất là nhiều cái chia sẻ của từng người một, và với một cái thông điệp đó là ngày giải phóng, chúng ta hãy tự giải phóng chính bản thân mình, hãy quay trở về yêu thương chính bản thân mình, từ thiện với chính bản thân mình, tha thứ cho chính bản thân mình, chấp nhận mọi những điều gì đã đến với mình, và chắc chắn là mọi thứ nó sẽ trở nên rất là tuyệt vời, rất là tuyệt đẹp. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không biết là bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng đã đúng điểm cái thời gian là 7:30, thì xin mời cả nhà mình hãy bật màn hình lên, chúng ta cùng nhau chụp một cái bức ảnh chung. Sau đó thì nếu như có ai có một cái câu hỏi gì đó thì mình cũng sẵn sàng, mình sẽ trả lời. Ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn thả mình đi, giải phóng mình, có thể là muộn hơn cũng được, nhưng mà cái phần chương trình chính của chúng ta là trong vòng 90 phút, thì chúng ta tôn trọng cái thời gian của mình. Mình cùng nhau bật màn hình lên nhé. Trừ cái cô áo trắng thôi, được rồi, để cho cô áo trắng này cô lên hình, không có thì tự dưng nó, hay là loại cô này ra nhỉ, bỏ cô này ra phòng chờ để cho nó không bị hút kinh. Hà ơi, chị để cái chế độ là ẩn những cái người đóng màn hình ý, thì toàn bộ màn hình của mình sẽ hiện toàn bộ, thì nó sẽ đẹp. Hà cho bạn kia ra phòng chờ là bạn ấy không nói được nữa rồi. Hà không nói được, không ai nghe nữa rồi. Đó, chị chỉ cần để chế độ ẩn những người không bật màn hình là nó sẽ vẫn ok. Rồi, nhưng mà ẩn thì mọi người lại không nghe được. Tại vì chị không, nghe bình thường chị ạ. Ẩn là của mình thôi, ẩn của chị thôi. À, tức là vừa rồi mọi người vẫn nghe được cái gì? Chị vào cái dấu ba chấm của anh Bùi này. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà khi bây giờ chị ẩn thế này, khi chị ẩn thì mọi người có nghe được không nhá? Nghe được. Nghe chị được vào 2/5 video đó, Preston này. Đó, thì nó sẽ ẩn hết những cái người không bật hình, nên là ảnh của em chụp lúc nào toàn người có hiện hình hết. Nào. Xong phải ẩn cái cô đi. Áo trắng này chứ. Cần ẩn cô chị áo trắng này cho cô vào. Vâng. Ẩn toàn bộ. Cả nhà nhìn vào màn hình để em chụp hộ nha. Đấy, không nghe thấy hàng à? Cứ kịch câm thì em vẫn nghe thấy. Cả nhà nhìn vào camera màn hình nhá, em chụp màn hình thôi. Chờ em một chút. Cả nhà tiếng. Cái tiếng của chị là tiếng phải sử dụng ở điện thoại thôi, tạm thời cho cô ấy ngự ở trên này một tí nhá. Vâng. Cô bỏ tay xuống ấy. Ok. Vân Ngô bỏ tay xuống thay bằng trái tim đỏ nhá. Bích Hòa có lên hình được không em? Anh Bùi ơi, Lê Trang ơi. Mọi người hôm nay là một ngày rất là đẹp, mọi người lên hình đi. Nếu mà mọi người không có thể lên hình được thì thôi, đành tạm thời vào trong phòng chờ để cho nó màn hình nó rất là đẹp nhá. Anh Bùi ơi, Anh Bùi đâu rồi? Lê Trang bật màn hình đi em. Ok, được rồi, thôi cho Hòa vào đây thôi. Rồi, ok, mình chụp một cái hình nhá. Huyền ơi, Huyền chụp cho chị cái nha, thì hai người cùng chụp. Ok, mọi người thả tim nhá. 1, 2, 3 cùng thả tim nào. Tim đỏ nào. Đẹp quá. Tuyệt vời quá. Huyền ơi, Huyền chụp hộ cho chị bằng cái điện thoại nữa nhá. Vâng, em chụp cả nhà nhá. Rồi, đây, chị cho tim lên. Rồi, đẹp quá. Hào, mình giơ trái tim đi. Yêu thương và biết ơn. Em chụp cái ảnh này chủ yếu là để khoe bó hoa.
1, 2, 3. Ok, xong cả nhà. Rồi, em gửi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Ok. Và cái phần chính, chương trình chính của mình hôm nay đến đây là mình dừng lại, thì mình sẽ tắt cái record đi nha.